Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, hôm qua Đoàn Thanh niên một số cơ quan đơn vị đã tổ chức về nguồn làm công tác xã hội tại đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Đoàn Thanh niên các cơ quan đơn vị gồm Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu, Chi đoàn Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Công an tỉnh, Chi đoàn Cơ quan tỉnh đoàn, Đoàn cơ sở Công an huyện Hòa Bình, Chi đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu BIDV, huyện Đoàn Vĩnh Lợi đã tổ chức dâng hương và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bác Hồ kính yêu. Những năm qua, phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ các cơ quan trong tỉnh nỗ lực phấn đấu trong học tập, làm việc, lao động và xung kích tình nguyện với các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương đất nước. Với tấm lòng của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã đóng góp và vận động trao tặng 30 phần quà cho một số gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên thanh niên của huyện. Mỗi suất quà gồm 400.000 đồng và một chiếc nón bảo hiểm. Các đơn vị cũng đã đến thăm và tặng quà một số gia đình có người thân bị tai nạn giao thông, gia đình chính sách tiêu biểu ở xã Châu Thới. Dịp này, đoàn viên thanh niên các cơ quan đã trồng 100 cây quỳnh anh dọc hai bên đường ấp Dòng Bướm A xã Châu Thới nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đường.